và công bố trong danh Đức Giêsu, hãy đứng dậy và bước đi. Đức Thánh Linh sẽ làm cho người bệnh đứng dậy và bước đi. Thì chúng ta nói với bệnh tật là ở linh của bệnh tật hãy ra khỏi con người này, hãy ra khỏi bệnh nhân này và trong danh Đức Giêsu Christ, Đức Thánh Linh Ngài sẽ làm cho danh Đức Giêsu kết quả và người bệnh sẽ được chữa lành. Hai anh em, Đức Thánh Linh phải có mặt trong đời sống của chúng ta, trong quyền năng của Ngài, vì Ngài có một công việc để làm là Ngài xoay quanh đời sống của chúng ta và Ngài chờ đợi để khi chúng ta khai phóng danh của Đức Giêsu bằng lời công bố trong đức tin, thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ làm việc cho chúng ta kết quả ở trong ơn của Ngài. Chúa không tự động chữa lành cho người khác, Ngài chờ đợi chúng ta không làm việc với Ngài, và Ngài muốn chúng ta như Peter đã nói trong danh Đức Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Và người bại chúng ta đã thấy bại thì không thể đi được, nhưng mà Peter cúi xuống ông nắm tay của người bại, người này nhảy lên một cái xương mắt cá đứng bình, rồi ông vừa đi vừa nhảy múa và đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều mà mỗi chúng ta cũng có thể có, bởi vì cùng một Thánh Linh đã đổ đầy ở trong Peter, cũng là cùng một Thánh Linh có thể đổ đầy cho chúng ta ngay trong ngày hôm nay. Cùng một danh ông ủy quyền, cùng một danh ông ủy quyền cho Peter, đó là danh trên hết mọi danh của Đức Giêsu, cũng được ban cho hội thánh của Ngài. Mà hội thánh là bạn và tôi, hội thánh là mỗi một chúng ta. Nên Chúa Ngài sẵn sàng để làm việc với chúng ta. Điều này sẽ khiến cho niềm tin của chúng ta đối với Chúa một cách rất là cá nhân và trong ơn của Chúa nhờ khen Ngài. Điều thứ ba, chúng ta thấy Phi-rơ có đức tin nơi Chúa Trời. Ông có Thánh Linh, quyền năng với Thánh Linh, ông có danh Đức Giêsu. Và điều thứ ba, đó là ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ở cửa đẹp, Phi-rơ đã hành động trong đức tin và công bố một cách giản dị. Kết quả chúng ta thấy ở đây đó là người bại đã được chữa lành. Người này bại từ thuở sinh ra, và trong văn cảnh này cho chúng ta thấy rằng ông đã hơn 40 tuổi. Thì chúng ta thấy là một cái phép lạ hết sức là lạ lùng. Và trong ơn và quyền năng của Chúa, Phi-rơ đã có thể giúp đỡ được vì ông làm cái hành động của đức tin. Khi chúng ta có những ốm đau trong thân thể, chúng ta biết rằng rất là khó để chúng ta có thể thấy được cái ngày, cái sự giờ mình có thể tự tăng, mình có thể đi đứng trở lại. Và đây chúng ta thấy Phi-rơ, ông có đức tin. Sau khi ông công bố điều đó, ông không như nhiều người trong chúng ta, còn cảm ơn Chúa, ý Chúa được thêm rồi sau chúng ta đi về. Và có thể Phi-rơ và dân sẽ đi thẳng vào trong đền thờ để thờ phượng. Thì cái điều đó rất là dễ, mình công bố xong mình đi. Nhưng mà ông có đức tin như Đức Chúa Trời, ông đã làm công việc. Ông cúi xuống và ông nắm tay của người bạn. Ông có đức tin mới dám làm công việc này. Ông có đức tin cho nên ông mới dám công bố rằng nhân danh Đức Giêsu người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Ông không nói với một người khỏe mạnh đang ngồi ở trên ghế. Ông nói với một người bại từ thuở sinh ra. Chúng ta biết người bại từ thuở sinh ra thì chắc chắn rằng hai cái chân của ông này đó là nó lông tông hôm nay mới cho xíu. Anh em thấy không? Nhưng mà ông mắt của đức tin thấy được những gì Đức Chúa Trời có thể làm, vì họ tin rằng không một cái gì là khó cho Đức Chúa Trời. Chúa là Chúa toàn năng, chúng ta phải công bố để chúng ta có thể khai phóng quyền năng của Ngài, mà lời công bố chúng ta phải lời công bố đầy đức tin. Không thể nghi ngờ là hãy đứng dậy bước đi, và Chúa còn hy vọng rằng người này sẽ bước đi, và Chúa còn hy vọng rằng người này sẽ đi lại. Nhưng mà tùy theo ý Chúa, muốn chữa thì chữa, không chữa thì thôi. Không anh chị em, nói với đèn đức tin, đây là điều mà Phi-rơ có. Như vậy chúng ta thấy Phi-rơ có Thánh Linh, Phi-rơ có danh của Đức Giêsu. Và mới học đề tả lại cho tôi đấy không? Thì chúng ta làm lại để chúng ta ghi tắc trong lòng của mình. Cái này là bồi bún nè, cái này là nhiều bồi linh, nhiều bún liền. Amen anh chị em. Như vậy Phi-rơ có gì để ông cho ra? Ông có Đức Thánh Linh.